lý. Trên cầu thành Phật dạy độ chúng sinh. Yêu thương hết tất cả, hy sinh cùng vất vả, không nghĩ suy cho riêng mình. Kìa thầy chúng sinh khổ, tâm Bồ Đề thao thức, nguyện giác ngộ chúng sinh. Kiếp kia mãi mãi chịu chia lìa, mãi mãi chịu khổ.